bây giờ em đang ra lấy anh ơi. Anh ở đấy không? Vâng, bây giờ em ra. Vâng, bây giờ em đang ra anh ơi. Rẽ trái vào bãi. À, hóa đơn thì có người đi xuống dưới kia lấy rồi. Có người xuống đấy rồi anh ạ. À, có người xuống đấy lấy rồi. Kế toán xuống đấy lấy rồi. Chắc là anh ấy họ kế toán của em hỏi ở dưới đấy rồi đấy. Vâng, có gì thì kế toán sẽ gọi lại cho anh sau. Và bây giờ em ra chờ anh đây. Hai trăm mét nữa rẽ phải vào phố Trần Hưng Đạo. Rẽ phải vào phố Trần Hưng Đạo. Trăm mét nữa tại vòng xuyến đi theo lối ra thứ hai vào đại lộ Đông A. Khỏi vòng xuyến vào đại lộ Đông A. Đi tiếp giải phóng 1 km nữa. Thank you.
Alo anh à. Vâng anh ơi. Dạ vâng vâng. Hai trăm mét nữa sẽ phải vào Phạm Ngũ Lão. Sẽ phải vào Phạm Ngũ Lão. Đi tiếp Phạm Ngũ Lão thêm 1,5 km nữa. Ba trăm mét nữa sẽ phải vào đường D3. Sẽ phải vào đường D3.
200m nữa bạn sẽ đến điểm đến của mình. Bạn đã đến